Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một đôi nét về phong cảnh của thị trấn Ngô Đồng. Và đây là, vâng, trước mắt chúng ta đây là con đường đi lên dốc Ngô Đồng. Và đây là thuộc khu 1, thuộc địa phận thị trấn Ngô Đồng. Vâng, hình ảnh tiếp theo trước mắt chúng ta đó chính là khu của các cơ quan chức nhà nước. Và đây chính là khu đô thị mới. Và đây là chỉ huy quân đội huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tiếp theo đây chính là khu nghĩa trang của thị trấn Ngô Đồng. Một khu nghĩa trang rất là đẹp. Dặn ngã đừng phanh gấp như ngã đấy. Ê, từ từ, ngồi tiến về trên đi. Ngồi tiến về trên đi rồi. Từ từ em ơi, ngã đấy. Rồi. Đừng phanh gấp nha. Cảnh vật khu đây là chuẩn bị hết hết khu đất của thị trấn Ngô Đồng mọi người nhá. Và đang đi tới là khu vực của đất Hoành Sơn. Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đây có thể nói là nhà của hai bên đường nhìn rất là đẹp. Chạm mèo. Khung cảnh rất là đẹp. Mọi người vẫn đứng lên trước đi. Không anh ngã ấy. Tay này không bấm. Vâng, hai anh em đang đi lên nhà một ông anh để mua một chiếc xe máy cho thằng em nó đi làm. Tiện là nhìn thấy phong cảnh của thị trấn, cũng quay lên chia sẻ cho mọi người để được biết phong cảnh của quê hương của huyện Giao Thủy. Đây, nhà anh đây. Tôi đến nhà một ông anh ở Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định. Đứng ra vậy nhà anh. Dừng lên. Thôi. Đây chính là khu vực nhà đất. Đấy. Bây giờ mới quay. Thế lại từ đầu. Có cái gọi là cũng chuẩn bị đi làm thì một cảnh cũng khó khăn lắm, chả có mua xe nào gọi là tốt đẹp gì đâu, chỉ có gọi là có phương tiện đi làm thôi. Mua em ạ. Nên không có à? Vậy hôm mà hai anh em đi mua cái xe cũ cho thằng em đi mà hôm nay chủ người ta là kêu là không bán rồi. Ôi, hai anh em lại đi tiếp tục thôi, con đường là khám phá. Thì có thể mua chiếc xe. Tao đi rồi em ơi. Hai anh em ta lại lên đường thôi. Hai anh em tôi đang đi tìm mua xe cho thằng em. Nhưng mà đến chủ nhà người ta kêu là hôm nay hết rồi, không bán. Nên hai anh em lại tiếp tục đi cái đường đi trải nghiệm để bán xe cũ để mua này. Và
con đường và anh em chúng tôi đang đi đây. Nghĩa là con đê nằm ở khu vực đất thị trấn Ngô Đồng. Vâng, ở dưới kia đó chính là con đường dưới lòng đê, và con đường chúng ta vừa trải nghiệm đi qua đó. Vâng, tiếp tục là đó chính là khu vực nhà máy gạch nằm ở trên bờ đê, nằm ở khu 1 thị trấn Ngô Đồng, nằm ngay cạnh con sông Hồng nối liền từ đất Giao Thủy và đất Thái Bình, và bên kia sông đó chính là quê hương Thái Bình. Xử lý rác thải này của thị trấn Ngô Đồng này. Đây các mọi người có thể nhìn thấy là một khu xử lý rác thải rất là quy mô này và ngăn nắp này. Mình đang đi trên đường nên không tiện vào đấy. Có các chú con đà điểu kia kìa. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy đổi đà điểu. Con dê chứ? Chim đà điểu chứ anh? À có chim đà điểu trong đấy à? Em tưởng con bò. Con bò đi kia rồi. Kia đây đúng không? Để trước này đi. Đi sau tôi đi, tôi đi kia được. Đây con đường trải nghiệm của anh em tôi cũng rất là dài đấy mọi người ạ. Hai anh em đi mua xe cũ nhưng mà lại đi trải nghiệm cái phong cảnh luôn. Đây khu vực rác thải này. Mọi người rất là cần chú ý thức này. Đây khu vực này công ty may này. Và hình ảnh trước mắt mọi người đang nhìn đây là khu vực nhà máy may. Đúng không em nhỉ? Khu vực công ty may Giao Thủy. Pro Sport Giao Thủy Việt Nam. Đây là đâu, không phải công ty đấy? Phải danh, đây là phía đằng sau. À, phía sau công ty à? Kia nữa à? Đồng kia, đúng rồi đây. À đúng rồi. Đây, nhà kia về đây. Kia anh tưởng kia nữa, cái xưởng trên kia. Kia không phải đâu, kia là của những cây ấy người ta làm. À đánh giày khác đúng không? Thế mọi người đang nhìn thấy đây là hình ảnh công ngoài, ở bên ngoài của công ty nhá. À, còn ai mà chưa từng thăm bến phà cuốn nhất của huyện Giao Thủy thì hãy cứ bị hãy xem tiếp. Và anh em tôi sẽ dẫn mọi người hãy đi tham quan cùng anh em tôi nhá. Đi khám phá khu vực công quận nhất. Đó là đường xá rất là đông xe đi lại, bụi bặm. Đây đi hẳn ở kia coi. Vâng, chào mọi người, trước mắt mọi người đang nhìn đây là hình ảnh của bến phà quận nhất của thị trấn Ngô Đồng mọi người nhá. Còn đồi bên kia là bên Thái Bình. Có qua kia không? Thôi qua đấy làm gì không? Mọi người nhìn thấy đây là bến phà quận nhất nhá. Hình ảnh khách vừa xuống phà và chuẩn bị đi sang đất Thái Bình. Mình cũng xin chúc kính cho các bạn nhá. Đây là mình vlog. Đấy các bạn thấy bên đầu bên kia là đất của Thái Bình. Đấy. Còn bên này là vẫn thuộc về Nam Định của chúng ta. À,
to anh nhỉ. Mình với Lốc dẫn mình đi đi mua xe cùng với mình, nhưng mà hôm nay là chủ nhà người ta đi vắng nên là hai anh em đi trải nghiệm mà đi quay phong cảnh luôn cho mọi người xem đây. Mình nói thật là mình là người Thanh Hóa xuống đây nhưng mà mình chưa biết nhiều về đất Nam Định và đất Huế, có nhờ anh Tuấn và đưa mình đi trải nghiệm về quang cảnh này với đời sống này và của cái những cái răng kháng cảnh hay là những cái điểm du lịch hay những cái điểm là vị trí phà bến nào của cái giao thủy Nam Định mình để mình biết nhiều về hơn. Thế to các anh em mình đi thêm chỗ nào khác nhỉ? Em đi trải nghiệm thêm một đoạn nào đấy đi. Đây là quang cảnh bến phà của Nhất mọi người nhá. Khách vừa xuống phà sang Thái Bình. Ở đây khách vừa đến muộn quá nên là chắc là không biết có kịp không. Chắc không kịp rồi mọi người ạ. Người ta chốt cổng rồi. Là phà đã đi rồi thì không thể mở cổng nữa. Ôi, tạm biệt bên phà, chúng ta đi khám phá tiếp một nơi nữa nhá. Đi vào đất của công ty may của Rose Sport huyện Gia Thủy. Hiện giờ thì công nhân đang làm việc nên là rất là im ắng. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái công ty rất là hoành tráng. Đây, của Rose Sport Gia Thủy mọi người ạ. Đây, hai anh em đến cổng công ty để trải nghiệm đây. Các bạn nào mà chưa có công an làm hay là có những cái ấy thì đến với công ty này nhé. Công ty Pro Sport. Thì các anh chở hàng. Tại đây đây là trên đà phát triển là có những cái công ty là công may này, giày da này và có công ty nhựa ở Giao An. Thì có những các bạn trẻ nào ngày trước ấy là trong thời gian dịch bệnh ấy mà mất công ăn việc làm này hay thu nhập không ổn định thì có về tại quê giống như kiểu Gia Thủy Nam Định mình đây, là có những công ty đó thì các bạn có thể phù hợp là tìm những công việc đấy, thu nhập nói chung cũng khá ổn. Về những nhà quê mình thì nói chung là những đồ ăn thức uống này hay là nhà trọ thứ nói chung cũng tương đối là rẻ, nói chung là tạm được, là mình có thể thu nhập còn vẫn ổn định hơn so mình đi Bắc Ninh hay là ở những cái đô thị lớn hơn giống như Hà Nội, Bắc Giang hay là những ở trong Bình Dương thì nó vẫn gọi là an toàn hơn và ổn định hơn. Thì các bạn cứ về với Gia Thủy Nam Định mình là công việc là có đầy đủ, và thứ hai lương thưởng nó cũng có đầy đủ tháng 13 này, đầy đủ theo các gọi là chế độ bảo hiểm xã hội của nhà nước Việt Nam mình quy định ra. Ok mọi người, đó chính là một dòng tâm sự của Minh Vlog. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhá, đi nơi khác mọi người nhá. Đây là quang cảnh của công ty Pro Sport huyện Gia Thủy Nam Định, lúc công nhân đang làm việc rất là im ắng mọi người này, không có bác bảo vệ đang ngồi trong kia thôi. Bây hiện tại em lại quay về cái đường mà đi về hướng cầu Chiêm, và đây là ngã tư gọi là trung tâm ngã tư Chiến Cầu Đồng. Thôi mình phải đúng luật phải dừng đèn đỏ chứ, tôi rằng không được đúng bảo hiểm này cũng dừng tí cũng như là cũng phải đấy. Anh em mình Vlog rất là hiểu luật nhá và tuân thủ luật mọi người ạ. Mình nói chung là biết là mình sai không đúng bảo hiểm rồi, nhưng mà phải dừng lại trước đèn đỏ không tí mình đi ngang qua lỡ may là người ta lại tông cho mình. Còn đây giới thiệu với các bạn, đây là nhà văn hóa huyện Gia Thủy này. Đấy, mình sẽ đưa các bạn vào trong trung tâm nhà văn hóa huyện Gia Thủy nhá. Đấy, đây là nhà văn hóa này, đẹp không các bạn? Đây là khu vực nhà văn hóa trung tâm huyện Gia Thủy tỉnh Nam Định. Đây là người ta đang làm bài thi. Đây mọi người có thể thấy đây là một buổi trưa và nhà văn hóa. Đây là nhà văn hóa huyện Gia Thủy. Các bạn nào có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hoặc đi đến đây nhá. Em nói lại đi, nói tiếp đi. À, các bạn ạ, theo các bạn thấy đây là hiện tại là các anh cứ chị đang tập lái xe ở trong trung tâm huyện Gia Thủy của mình. Và đây là nhà văn hóa này các bạn này, mình sẽ đưa các bạn đi ở đây. Huyện Gia Thủy so với những năm về trước đây hiện tại là đang phát triển rất mạnh các bạn. Thì ở đâu cũng vậy thôi. Thì phong cảnh bờ hồ nữa kìa. Còn ở bên kia là bên gọi là bờ hồ và cái trung tâm công an huyện Gia Thủy đấy các bạn. Rồi em cầm em quay cho anh lúc này. Tiếp bên này nha. À, mọi người hãy cùng mình đi tham quan bờ hồ huyện Gia Thủy mọi người nhá. Ở trung tâm còn đây là mình đang ở trong sân của trung tâm nhà văn hóa huyện Gia Thủy. Hôm nay mọi người có thể thấy đây là cả một quang cảnh của khu vực bờ hồ huyện Gia Thủy này, ban lúc ban ngày mọi người này. Ban ngày là im ắng hơn buổi tối, vì buổi tối là mọi người đến vui chơi rất là nhiều nên là rất là đông người. Còn ban ngày bờ hồ này rất im ắng. Ở kia có em gái kìa. Vâng, do thời lượng chương trình có hạn nên là chúng tôi sẽ tạm dừng video tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thấy hay thì cho anh em mình một đăng ký kênh và một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em của chúng mình để có động lực để làm những video hay và ý nghĩa. Còn giới thiệu các bạn về nhiều quang cảnh đẹp của huyện Gia Thủy và tỉnh Nam Định và những cái nét sống văn hóa ẩm thực của huyện chúng ta. Xin cảm ơn các bạn nhé.